Nhã Phương, làm gì tôi cũng nghĩ cho chồng và gia đình chồng. Sau hơn nửa năm kết hôn, nàng thơ nước mắt của phim Việt thêm khép kín và tự nhận mình trưởng thành hơn nhiều. Nhã Phương đóng vai một phụ nữ người Việt lao động tại Anh trong bộ phim Infill and Fullset. Chị nhận tin phim ngắn Infill and Fullset do chị đóng chính và làm sản xuất giành giải tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Oxford như thế nào. Khi ban tổ chức thông báo phim nhận 4 đề cử, tôi nghĩ chắc chỉ dừng ở đó thôi bởi tôi tham gia các sự kiện điện ảnh. Chỉ với mong muốn gặp gỡ nhiều người và học hỏi từ họ, không dám nghĩ đến việc thắng giải. Đêm trao giải tôi vướng việc cá nhân không thể tham dự. Đạo diễn Đào Đức Hải chụp ảnh cúp giải thưởng phim Anh xuất sắc và nữ diễn viên xuất sắc báo tin. Tôi vui, tôi vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy chúng tôi thật sự may mắn. Thường các diễn viên chuyển hướng làm sản xuất hay chia sẻ thông tin với báo chí và khán giả. Riêng chị giấu kỹ dự án này, tại sao vậy? Tôi không giấu kín hoàn toàn đâu, tôi cũng đăng thông tin khi tuyển diễn viên ở Anh mà. Có điều tính tôi thích sự chắc chắn, không dám nói nhiều về những việc chưa xảy ra nên hạn chế chia sẻ thông tin. Với đà thành công của phim ngắn này, chị nghĩ sao về việc thử sức sản xuất các dự án phim dài? Đó là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi hiện tại, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm kịch bản tốt để đầu tư. Đối với mỗi bộ phim, kịch bản là quan trọng nhất. Vai diễn trong Infill and Fullset có số phận rất đặc biệt. Là một phụ nữ mang bầu, sống xa chồng và làm lao động bất hợp pháp ở Anh. Khác biệt lớn với chị ngoài đời, đóng vai này ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của chị? Tôi học được nhiều điều về cuộc sống qua thời gian thực hiện Infill and Fullset, không chỉ trải nghiệm với câu chuyện của nhân vật trong phim. Tôi còn có dịp quan sát nhiều người lao động Việt Nam tại London, đặc biệt mỗi ngày. Tôi đều gặp chị chủ tiệm nail nơi đoàn quay, chị cũng là người dạy tôi làm móng. Quan sát cuộc sống của chị, cách chị sinh hoạt, làm việc, ăn uống, tôi cảm thấy đáng yêu và được tiếp thêm nhiều năng lượng cuộc sống. Sau đám cưới, chị dường như càng kín tiếng hơn. Cuộc sống hôn nhân khiến chị thay đổi thế nào? Sau ngày cưới, tôi thấy mình sống chậm hơn một chút, trưởng thành hơn. Lúc chưa lấy chồng, tôi tự do làm việc mình thích. Còn hiện giờ làm gì tôi cũng nghĩ tới anh ấy và gia đình chồng. Nói vậy không có nghĩa là tôi chịu gò bó, từ bỏ sở thích, thói quen của mình. Chỉ là tôi học cách dung hòa giữa hai vợ chồng. Có những việc tôi thích nhưng anh ấy không thích, tôi sẽ tiết chế hoặc khéo léo thuyết phục, lâu kéo anh ấy tiếp nhận. Ngược lại có những món tôi không thích nhưng anh ấy cất công nấu, tôi cũng dần học cách ăn. Tôi nghĩ phụ nữ kết hôn xong càng phải đẹp lên, không những vì chồng mà còn vì bản thân trước. Nói vậy Trường Giang là người nấu ăn chính trong nhà, còn các việc nhà khác thì vợ chồng chị phân chia thế nào? Anh Trường Giang rất giỏi nấu nướng, lại hiểu biết về ẩm thực. Ngày trước tôi dùng đồ ăn chỉ biết khen ngon hay không ngon. Nhưng anh ấy sẽ phân tích cho tôi thấy món ăn ngon ở đâu, nấu thế nào. Hai vợ chồng đều bận rộn, chúng tôi rất tôn trọng công việc của nhau, nên thường xuyên chia sẻ việc nhà, ai rảnh thì làm, không phân chia cố định. Dạo trước, vợ chồng chị đóng chung một quảng cáo hài hước, trong đó chị vào vai một phóng viên tò mò về đời tư của diễn viên Trường Giang, có phải anh chị tái hiện cuộc sống thường xuyên được quan tâm của mình. Những câu tôi hỏi anh Giang trong clip đó là câu mọi người hay hỏi chúng tôi diễn lại vì cố ý chọc anh ấy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ nói vui vậy thôi, hoàn toàn thoải mái, không giận ai hết. Anh chị đã có dự định gì chung về phim ảnh hay kinh doanh? Tôi chưa dám nói trước về ý định kinh doanh, còn về làm phim, nếu có kịch bản phù hợp chúng tôi sẽ đóng chung. Cá nhân tôi muốn cân nhắc kỹ các dự án ngỏ lời mời vì các đạo diễn đều nhớ đến tôi với hình ảnh bánh bèo sướt mướt, trong khi hiện giờ tôi muốn thay đổi mình. Phim ngắn Infill and Fullset do Nhã Phương sản xuất kiêm đóng chính, quay toàn bộ tại London, Anh năm 2017. Trong phim, cô vào vai một thai phụ có chồng bị trục xuất về nước, một mình ở Anh làm lao động chui. Phim có chi phí khiêm tốn khoảng 5.000 bảng Anh, khoảng 150 triệu đồng. Nhã Phương không nhận cát-xê, tự lo đi lại và tìm kiếm nhiều nguồn hỗ trợ từ các đồng nghiệp thân thiết. Phim từng được giới thiệu tại góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes năm 2018, tham gia 20 sự kiện điện ảnh quốc tế khác. Bạn bè bật khóc nức nở khi nhìn mặt nghệ sĩ Anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa về nhà quan để chuẩn bị cho tang lễ. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất trong việc nhận thi thể của anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, cố diễn viên đã được đưa về nhà quan, trang điểm và mặc áo dài khi gặp đồng nghiệp, bạn bè và khán giả tại hải ngoại lần cuối và sau đó được đưa về đất mẹ trong vài ngày tới. Trong đoạn clip, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ, Lê Ông Vũ, Hoài Tâm, Andy Thái đang trang điểm cho nghệ sĩ hài để anh được tươi tắn hơn. Khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng nghẹn ngào. Những người bạn của anh Vũ vừa làm đẹp thi thể của anh, vừa bật khóc nức nở vì không tin được sự ra đi đột ngột này. Mọi người cố gắng động viên nhau, nén đau thương, cùng chung tay tổ chức tang lễ thật chỉnh chu cho anh Vũ trước khi anh được đưa về Việt Nam.
bạn bè trang điểm cho anh Vũ trước khi khách đến viếng. Những người bạn của anh Vũ vừa trang điểm vừa bật khóc khi không tin được đây là sự thật. Nghệ sĩ Hoài Tâm đau lòng nhìn anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ anh Vũ đã được trang điểm mặc áo dài tươm tất. Ngày hôm qua 6 tháng 4 theo giờ Mỹ, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả có thể đến viếng anh Vũ tại nhà quan lần cuối trước khi anh được đưa về đất mẹ. Theo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, sáng ngày 9 tháng 4, thi thể nam diễn viên sẽ về đến Việt Nam và tang lễ tổ chức tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Cận cảnh bạn bè trang điểm lần cuối cho anh Vũ, Hồng Vân xót xa, thương quá giống đang ngủ thôi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không kìm nén được xúc động khi chứng kiến các đồng nghiệp trang điểm lần cuối cho anh Vũ. Vào hồi 14 giờ đến 20 giờ ngày 6 tháng 4 hôm qua, lễ viếng cố nghệ sĩ anh Vũ đã được diễn ra tại nhà quan An Lạc thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhờ sự tận tâm của ca sĩ Lý Âm Vũ và bạn bè, thi hài anh Vũ sẽ được đưa về quê hương sớm nhất vào hồi 10 giờ 15 ngày thứ ba tuần sau 9 tháng 4 2019 theo đường hàng không. Nhà quan An Lạc nơi diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ, phòng viếng anh Vũ đã được bày trí trang nghiêm. Di ảnh của nam diễn viên do Hồng Vân lựa chọn. Trước khi tổ chức tang lễ, theo phong tục cổ truyền của người Việt, nhóm nghệ sĩ gồm Lý Ông Vũ, Andy Thái và Hoài Tâm tiến hành các bước trang điểm và sửa soạn quần áo khâm liệm cho anh Vũ. Biết lúc sinh thời, bản thân thích mặc áo dài, Lý Ông Vũ đã chu đáo nhờ nhà thiết kế Kevin Hiệp may riêng cho anh Vũ một bộ áo dài trắng cưỡi hạt quy tiên, trang trọng, chỉnh tề. Không kìm nén được xúc động, các nghệ sĩ vừa trang điểm tô son cho anh Vũ vừa khóc nức nở. Lần cuối sửa soạn cho bản thân trước giờ vĩnh biệt, ai cũng nghẹn ngào nhưng khẩn trương hoàn thành công việc. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ những hình ảnh mới nhất từ phía các đồng nghiệp bên Mỹ để người hâm mộ được biết. Lý Ông, Hoài Tâm và Andy Thái đang trang điểm lại cho anh Vũ, chuẩn bị thật chỉnh chu trước khi gặp mọi người lần cuối ở hải ngoại trước khi em về với đất mẹ. Thương quá là thương giống đang ngủ thôi, cảm ơn mọi người bên Mỹ nhiều lắm mà. Hồng Vân bày tỏ nỗi đau đớn xót xa khi chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của người em thân thiết. Với chị, anh Vũ nằm đó như người đang ngủ say. Thương quá là thương, giống đang ngủ thôi. Đông đảo sau việc chia buồn. Bạn bè xúc động nghẹn ngào khi trang điểm lần cuối cho anh Vũ trước giây phút vĩnh biệt. Trường Giang bất chấp giúp con trai Hoài Linh tham gia showbiz, tha thiết mong đàn anh đừng chửi. Ít người biết rằng, ngoài các con nuôi thì Hoài Linh có cả cậu con trai ruột hiện đang sinh sống tại đất Mỹ. Dù bị ba không thích, nhưng con trai Hoài Linh vẫn quyết định nhờ vả Trường Giang để được tham gia game show vui nhộn này. Thời gian qua, khán giả rất bất ngờ khi biết thông tin nam danh hài hàng đầu Việt Nam Hoài Linh có một cậu con trai ruột tại Mỹ. Theo đó, quý tử của anh tên đầy đủ là Võ Lê Thành Vinh và hiện đang có những thành công nhất định trong lĩnh vực hàng không ở nước ngoài. Ít ai nghĩ được rằng mãi đến khi con trai trưởng thành thì mối quan hệ của hai cha con mới được hé lộ. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, Hoài Linh vẫn không có bất kỳ bài chia sẻ nào về con ruột của mình trên truyền thông. Mới đây nhất trong trailer của Nhanh Như Chớp thì MC Trường Giang bất ngờ giới thiệu con trai Hoài Linh lần đầu chơi game show khiến mọi người ngỡ ngàng. Theo đó, trong chuyến về Việt Nam dự ngày giỗ của ông bà cũng như thăm hỏi họ hàng vào giữa tháng 2 vừa qua thì Thành Vinh đã liên lạc với Trường Giang để được chơi chương trình dù cho ba ruột không thích anh tham gia showbiz. Trường Giang cũng nói khéo trên sóng truyền hình mong Hoài Linh đừng la mình khi đã giúp đỡ cháu đến với game show. Hoài Linh nổi tiếng là người không chia sẻ các thông tin về đời tư, hôn nhân hay con cái. Chính lẽ đó mà khán giả cũng rất bất ngờ, xen lẫn vui mừng khi thấy nam danh hài có được cậu con trai chững chạc và bảnh bao. Anh Vũ đã được chuyển lên xe ra sân bay về Việt Nam. Mình lên xe nhé bạn, về gặp mẹ nhé. Bạn thân anh Vũ xót xa viết. Những thông tin mới nhất về tang lễ của nghệ sĩ anh Vũ vẫn được cập nhật từ Mỹ. Sau lễ tang diễn ra tại nhà quan ở quận Cam, thi hài cố nghệ sĩ đã được đưa lên ô tô, bắt đầu hành trình về gặp mẹ. Theo lời bạn thân 20 năm của anh, Lê Ông Vũ cũng là người cập nhật nhanh và chính xác nhất mọi diễn biến vụ việc để gia đình bạn bè tại Việt Nam của anh Vũ có thể nắm bắt tình hình. Thi hài anh Vũ được vận chuyển bằng máy bay của hãng hàng không 5 sao Cathay Pacific, dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 9 tháng 4. Sau đó tang lễ được cử hành tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cố nghệ sĩ anh Vũ đã yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Những hình ảnh thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ được đưa ra xe chuẩn bị lên máy bay về tới Việt Nam. Đến viếng Anh Vũ, tình cũ Ngọc Trinh tài trợ số tiền khủng gấp nhiều lần Hà Phương, tỷ phú có khác. Đến dự lễ tang tại Mỹ của cố nghệ sĩ Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều phát tâm ủng hộ một số tiền lớn. Nhờ sự tận tâm của ca sĩ Lý Âm Vũ và các đồng nghiệp, đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm tại Mỹ. Đông đảo bạn bè trong giới đã đến tiễn đưa nam diễn viên bạc mệnh trước khi đưa thi hài anh về với quê hương. Trong tang lễ Anh Vũ còn có sự xuất hiện của tỷ phú Hoàng Kiều, đến thắp nén hương cho đàn em, tình cũ Ngọc Trinh phát tâm phúng viếng và tận tay gửi tặng số tiền cực lớn cho thân nhân người quá cố. Theo tiết lộ từ một bầu show thân thiết với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, tỷ phú Hoàng Kiều đã tặng 30.000 đô, gần 700 triệu đồng tại tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ. Hai nghệ sĩ Thúy Uyển và Hoài Tâm thay mặt gia đình nhận tiền phúng viếng của Hoàng Kiều. Tình cũ tỷ phú Ngọc Trinh khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự rộng rãi và tấm lòng dành cho Anh Vũ. Trước đó, Lê Âm Vũ chia sẻ loạt ảnh các nghệ sĩ đến viếng đám tang của Anh Vũ, nghệ sĩ Hồng Đào, bạn hữu và các đồng nghiệp đến viếng Anh Vũ. Anh Vũ nằm đó như đang ngủ, nụ cười tươi vẫn còn trên di ảnh. Không gian tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ. Vòng hoa chia buồn của gia đình các nghệ sĩ và người thân ở hải ngoại. Đồng nghiệp thương tiếc cho một người nghệ sĩ tài hoa vắng số. Dự kiến vào trưa thứ ba ngày 9 tháng 4, thi hài của nghệ sĩ Anh Vũ về đến Việt Nam, các thủ tục tang lễ sẽ được tiến hành trước khi mọi người được vào phúng viếng từ lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Sau các nghi lễ, linh cữu của Anh Vũ sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.